cho nên và tờ đôi cao này ấn chứng luôn ấy, tất cả những cái tháp của ta sau này nó sống cùng với vũ trụ luôn đấy, nó sống cùng với trái đất luôn đấy, nó trường tồn cùng với vũ trụ, cùng với trái đất, các bạn hiểu chưa? Bởi vì cái chân lý này nó là sự thật, nó tồn tại cùng với vũ trụ, cùng với trái đất luôn. Còn sự sống trên trái đất này, còn con người trên trái đất này, thì cái pháp của ta nó còn, các bạn hiểu chưa? Nó không như pháp của Đức Phật. Pháp của Đức Phật đó chỉ tồn tại 5.000 năm thôi, bạn hiểu chưa? 5.000 năm nó phải mai một, nó còn không, còn lúc đấy nó không đúng. Cho khi ta ra cái pháp này, cái pháp của Đức Phật nó không còn đúng nhiều, sai rất là nhiều. Rồi cái pháp nhị nguyên, các bạn hiểu không? Còn cái pháp này nó trường tồn cùng với vũ trụ, trường tồn cùng với cái trái đất này, còn con người trên trái đất, còn người tu, thì cái pháp này nó còn. Bởi vì những vị minh sư khác xuống đây nó nói cao hơn thì cũng đến cái chỗ này, con hiểu chưa? Mà nói thấp hơn thì nó lại là pháp nhị nguyên. Mà cái pháp này ấy, đây là sự vận hành của Thượng Đế bên trong mỗi con người, bên trong mỗi sinh linh. Cho nên là tại sao là cái pháp này nó trường tồn là như vậy, các bạn hiểu không? Các con cứ ra thử hỏi bất cứ một vị minh sư nào dám nói rằng cái pháp của mình ấy, nó trường tồn cùng với vũ trụ, cùng với trái đất này, các con nó hỏi rằng nó tồn tại 10.000 năm sau là nghe nó kinh lắm này, 5.000 năm sau nó kinh rồi, hiểu chưa? Cho dù cái pháp của ta sau này nó không còn, con hiểu chưa, nhưng một vị đại triệt ngộ ra lại vẫn phải giảng cái pháp này, con hiểu chưa? Giảng khác làm sao được, bởi vì đây là sự vận hành của Thượng Đế trong vũ trụ này và trong các hình tướng. Cho nên là cái pháp này nó siêu diệu như vậy, các bạn. Mà chính Phật tổ tối cao ngài thông điệp xuống luôn, cái pháp này nó phải trường tồn. Cho nên trong trong kinh Pháp Hoa hôm nọ có Liên Hoa nói có chỗ đoạn là, tức là cái pháp gọi là đại thừa tiểu thừa cái gì đấy Nhỉ? nhỉ? Đúng rồi, chỉ khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời rồi ngài dạy pháp nhất nguyên thì cái lúc đấy mới là cái pháp cao nhất, hiểu chưa? Con xin hỏi sư phụ các bạn. Nó có nói đi. Các bạn thì con cứ thấy là trong các cái pháp môn thì cứ bảo là thời kỳ này thời kỳ cuối ạ. Mà con lại có đọc kỳ ba phổ độ mà hôm nay thì con thấy là ngài có là kỷ nguyên mới ạ. Thì xin ngài khai thị xuống con ạ. Thì kỷ nguyên mới có nào chưa, để thế giới này chuyển sang một cái thời kỳ mới có nào chưa, thời kỳ tu pháp thất nhân nguyên, tức là tu một tháng để trở về nguồn cội, thờ cái đấng cao nhất trong càn khôn vũ trụ, các con hiểu chưa? Và để con phải gọi là tu pháp này thì con thực sự biết nguồn cội là như thế nào để trở về nguồn cội. Còn những cái pháp nhị nguyên, pháp đúng sai phải trái thật giả, hiểu không? Cái pháp mà nó còn có Phật có ma, con hiểu không? Thì cái pháp đấy nó thuộc pháp nhị nguyên, con tu pháp đấy nó không mang đến cái sự giải thoát, tất nhiên nó chỉ giải thoát ở mức độ nào đó thôi, chứ nó không thể ra biển, không thể trở về nguồn cội, không thể an nhiên tự tại được. Bây giờ chẳng hạn như nhiều người tu pháp tịnh độ, cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, công nhận khi niệm Phật thì nó an, cái thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, nó thanh tịnh,
nhưng mà cứ ngừng câu niệm Phật ra cái các con hiểu chưa, thì có những cái tư tưởng suy nghĩ đúng sai phải trái thật giả, những tư tưởng hỗn loạn trong đầu rồi mình sợ chính mình, các con hiểu chưa, thậm chí ngay cái lúc đang niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật đã có những cái tư tưởng xấu ác nó hiện ra trong trong tâm mình sợ, con hiểu chưa, rồi các con cứ bảo đây là những cái huân tập, là đây là những cái tiềm thức của mình, đời nào kiếp nào đó nó còn nó phát ra, cũng không phải, các con hiểu chưa, chính là vị Phật bên trong của mình khảo mình, lúc nào chuyên tâm niệm Phật A Di Đà Phật thì ngài cứ để cho như vậy, nhưng bắt đầu nửa nửa lúc nào gọi là ngơi ngơi ra nếu không để ý không tập trung ấy, không chuyên tâm ấy, để cho từ trường xấu ác nó hiện ra trong tâm, bắt đầu sợ sợ chính mình, không tu thì không sợ, tu thì sợ thật đấy, cái này con tự nghiệm là sao, tức ngày xưa không tu thì không sợ mấy, không tu rồi thấy sợ chính mình, nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thành tâm cầu giải thoát, mà thỉnh thoảng cứ có những câu xấu ác nó hiện ra trong tâm, những cái đúng sai phải trái thật giả, những suy nghĩ lung tung nó hiện ra trong tâm mình, thế làm sao mà giải thoát được. Còn trong kinh điển ấy, con hãy nói cái thời này thời kỳ cuối cùng, con hiểu chưa, có lẽ là thời kỳ cuối cùng của mặt pháp, nhưng mà nó cũng hẳn đâu, con hiểu chưa, thời kỳ cuối cùng nó cũng đúng, con hiểu, đối đối với các con cái thời kỳ gọi là tu nhị nguyên ấy, nó phải là cuối cùng để con trở về tu cái nhất nguyên đấy, trở về tu cái nhất nguyên tức là bạn, tại sao qua bế quan thì gọi là chuyển giao kỷ nguyên mới, con hiểu chưa, tức là những cái nhị nguyên, những cái tu pháp của Phật có ma, thì bây giờ hãy để sang một bên dành cho những người chưa tu pháp này, để người ta tu tiếp pháp đấy, để người ta học, nó còn phải tu cái pháp thâm sâu này, thế giới này, thế giới này muốn có hòa bình ấy bắt buộc mọi người phải tu cái pháp này, muốn hết bệnh tật ấy, bắt buộc phải tu cái pháp này, cái này là bắt buộc, tu pháp khác thì bệnh tật nó cũng đỡ, nhưng mà nó không có tiêu trừ nhanh, con hiểu chưa, hoặc là các con muốn giải thoát ấy, sống an nhiên tự tại giữa cuộc đời này, bắt buộc các con phải tu cái pháp này, các con hiểu chưa, các con phải sống cùng với Thượng Đế, hòa vào ngài và cùng ngài, mình là ngài, ngài là mình, con hiểu không. Đấy. Còn không tu pháp này thì cứ thấy Thượng Đế ở đâu ấy, mà không biết là ngài ngay chính trong tâm mình, và những cái bệnh tật ngài đẩy vào cho mình trải nghiệm, ngài khảo mình lung tung trong đầu nhưng mình lại không biết, rồi mình sợ, rồi mình đi bác sĩ bệnh viện, thậm chí có những bệnh nó chưa không phải là bệnh nhưng nghĩ là bệnh nó thành là bệnh, tin tin mình có bệnh này ra cái thành bệnh lâu ngày thành nặng luôn, cứ tin như vậy, tin tin mê như vậy, nên cái pháp này gọi là pháp gọi chuyển giao kỷ nguyên mới là như vậy, các con tu pháp này mà tu đúng đường đúng hướng ấy, không cần phải đến bác sĩ, không cần phải đến bệnh viện, tự mình làm thầy mình, tự mình chữa trị cho mình, và tự mình cầu xin chư Phật chư Bồ Tát vị Phật bên trong mình chữa cho mình rất là nhanh hiệu quả, thậm chí là vừa đau cái khởi ý lên xin nó đã khỏi rồi, các con hiểu chưa, nhưng nói như vậy không nghĩa là các con không cần đến bệnh viện bác sĩ, vẫn cần, trong một số trường hợp gãy chân con hiểu chưa thì cần phải đi chụp xem xương khớp nào nó có gãy không thì bó nặng, các con hiểu chưa, rồi trong trường hợp mà mình bị bệnh mà mình tu định lực mình nó còn yếu hay là cái đau ruột thừa thì các con cần đến bác sĩ để mổ cắt đi, vẫn cần đến bác sĩ, vẫn cần đến bệnh viện, nhưng mà những cái ốm nặng vặt hay thậm chí là
ung thư đi chăng nữa, nếu mà con niềm tin các con vẫn khỏe như thường. Thậm chí những cái bệnh mà bác sĩ bệnh viện trả về mà con tu cái pháp này cũng khỏi luôn. Bởi vì con biết được cái nguyên nhân gốc rễ bệnh tật từ đâu mà đến. Bởi vì Thượng Đế Ngài đẩy vào được cho mình là thì Ngài phải chữa được cho mình. Các con hiểu chưa? Rồi các con tự chữa, Minh Sư chỉ cho con tự chữa hoặc Ngài chỉ cho mình cách hóa giải là xen vào. Mình cũng chữa được, mình cầu Ngài, cầu Phật thì Phật trời lại chữa trị cho mình, cũng khó. Con hiểu không? Rồi tu cái pháp này nó sẽ giàu có hơn, nó sẽ sáng suốt hơn. Bởi vì sao? Cái pháp này là pháp chỉ cho con cái cách quay vào bên trong sử dụng cái trí huệ của mình. Các con hiểu không? Và tu cái pháp này nó sẽ hạnh phúc hơn. Gia đình sẽ hạnh phúc êm ấm hơn. Rồi yêu thương tất cả anh em bạn bè quê hương đất nước của mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình với họ là một, mình với họ cùng một nguồn cội. Rồi mình biết được tại sao mình tham sân si, hay biết được họ tại sao mình tham sân si, nguyên nhân nguồn gốc của vấn đề mình biết rồi thì mình không còn chấp nữa, mình không còn lao vào như ngày trước nữa. Ngày trước cứ lao vào như con thiêu thân, hiểu chưa? Đấy, tức là lao vào cái từ trường tham sân si như con thiêu thân, các con hiểu chưa? Còn nhưng bây giờ các con có muốn lao cũng không lao được. Ừ. Bởi vì cái sự thật đã được phơi bày rồi, con hiểu không? Thế con phải sống uyển chuyển hơn, tức là biết như vậy rồi, biết ai cũng là do Thượng Đế Ngài điều hành điều khiển. Mình biết được như vậy rồi thì mình không nhìn cái thân xác của họ, không nhìn cái hình tướng của họ, mà nhìn cái trí huệ của họ, nhìn cái vị Phật bên trong họ, và thấy được Thượng Đế xuyên qua họ khảo mình. Tất cả là bài học, tất cả đều là tốt đẹp. Các con hiểu chưa? Cho nên các con tu pháp này nó là pháp gọi nó tốt về mọi mặt, các con hiểu, làm cho cuộc sống của mình ấm êm hạnh phúc khỏe mạnh đẹp ra trẻ ra, làm chủ cái chết luôn, làm chủ vận mệnh của mình luôn, thay đổi vận mệnh của mình theo cái hướng của mình muốn. Các con hiểu chưa? Cái người mà thay đổi được cái vận mệnh của mình chính là người biết sử dụng trí huệ của mình, biết sống với Thượng Đế tánh bên trong của mình. Còn cái người mà cứ quên mình làm ra thì cứ lúc đúng lúc sai nào, và những cái từ trường nhập vào những từ trường khảo đảo. Còn tu là cái pháp này con sống với tánh biết, các con làm ra các con làm cái gì nó cũng trong sáng suốt, nó an nhiên tự tại. Còn tu cái pháp, những cái pháp nhị nguyên, thậm chí đang ăn cũng suy nghĩ, đang làm việc này thì suy nghĩ việc khác cho nên nó không hiệu quả, đang ngồi đây thì nghĩ tiếp ở đâu ở đâu, các con hiểu chưa? Còn bây giờ mình đang ngồi đây mà thấy cái từ trường suy nghĩ về Việt Nam mình chỉ nhìn thôi, mình không nhập vào. Ngày xưa nhập vào nó cứ dồn dập dùng trùng trùng duyên khởi, xong nhập nhiều quá ngài đẩy từ trường đau đầu, xong đổi chưa, suy nghĩ nhiều quá đau đầu, không phải cũng cho nhập vào xong phải đau đau đầu, tức là mê ấy. Nó siêu diệu, chứ không phải nghĩ nhiều đau đầu. Con rất là sai cái này, nay lại bóc tiếp cái chỗ này nào. Bây giờ các con cứ ngồi nghĩ cả ngày mà Thượng Đế không đẩy từ trường đau đầu vào thì lấy đâu là đau đầu, con hiểu chưa? Nhưng bởi vì ngài cứ đẩy từ trường suy nghĩ hết cái này sang kia, xong mình nhập vào lúc sau ngài đẩy cho từ trường đau đầu. Thượng Đế ông khảo con vậy, chỗ này tao không nói con không biết, chứ không phải nghĩ nhiều mà đau đầu. Bởi vì nghĩ nhiều quá thì không phải, nó đẩy từ trường đau đầu, tự phạt. Đối với Minh Sư ấy, là ta tự phạt ta, nào, ta sai người ta tự phạt ta, xong ta lại che ta lại, xong ta lại học xong ta tự phạt ta, kiểu vậy. Nhưng mà đối với con thì nó chưa tới chỗ này, thế là Minh Sư nhìn các con là Phật là Thượng Đế, nhưng các con thì đang quên mình là Phật là Đế, rồi không lấy cái trí huệ của mình ra sử dụng, cứ sống với cái mê lầm chấp trước.
Còn khi con đã khai ngộ, đã sáng suốt, biết sử dụng trí huệ của mình thông rồi, thì bây giờ có hàng tỷ người họ làm cho mình đau khổ cũng không đau khổ được, con niệm đau khổ nó không về được. Con hiểu không? Dạ. Mà đến được chỗ của tao là con muốn bệnh không bệnh được. Mới bây giờ con niệm cho tất cả, con niệm ý niệm người ta bị bệnh này, không bệnh được. Nhưng bây giờ con thử ý niệm một người khác bị bệnh sao? Ô, họ bệnh luôn đấy. Ô, cái lời nói con chính là lời nói của Thượng Đế đấy, con hoàng chưa? Đó. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên cái ý niệm của người tu nó rất là mạnh. Các con mà nói ai nói phủ định ra ấy, họ dễ bị, rất dễ bị như thế nhỉ. Các con niệm họ tai nạn thì họ cũng bị tai nạn luôn. Cho nên người tu là luôn luôn nghĩ khẳng định, không được nghĩ phủ định. Chúng ta không có tiên tri cái gì mà nó ảnh hưởng đến thế giới, nó ảnh hưởng đến con người, ta không có tiên tri. Mà ta tiên tri ta nói là sẽ thành. Và những cái nào ta biết trước nó không tốt là ta âm thầm ta hóa giải, ta không có tiên tri. Ta biết năm sau nó xảy ra chuyện này thì cầu xin Phật trời hóa giải, với âm thầm đi hóa giải. Thấy nó vẫn còn thì mở khóa bế quan cùng mọi người cầu nguyện, cầu chư Phật chư Bồ Tát hóa giải, lấy công đức đấy hóa giải. Con hiểu chưa? Đấy, chứ nên không 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 có tiên tri kiểu đấy. Tiên tri cũng được, nhưng mà nổi tiếng về cái đấy để làm cái gì? Trong cái đó chúng sinh đau khổ. Còn những cái vị thấp kém chẳng hạn như bà Vanga, nhiều vị tiên tri khác, cứ nói là những cái sự việc nó không tốt cho thế giới nó xảy ra mấy năm nào, nó không tốt. Xong bây giờ có nhiều người tiên tri thế giới sắp thế nọ thế kia, người ta cứ phải đăng đàn, người ta phải nói lại, nói khẳng định lại. Cho nên các con phải luôn luôn nghĩ khẳng định, nói khẳng định trong tình yêu thương. Nói ra cái gì tốt cho mọi người, tốt cho thế giới thì nói, không thôi. Nếu có thông điệp xuống thì nói. Này là nói thật. Này các nhà tiên tri nên nghe cái đoạn này. Tức là bất kể các nhà tiên tri nào hay là các vị minh sư nào, khi nói ra bất cứ một điều gì thì chỉ nói những điều nó tốt đẹp cho thế giới thôi. Thì nói. Mà những cái điều nó không tốt đẹp cho thế giới thì đừng có nói, bởi vì nói ra nó sẽ thành chữ thật, không tốt. Âm thầm hóa giải, cầu xin Phật trời hóa giải là tốt nhất. Thêm có vị minh sư này bảo là gì, các con cứ cho những cái tiên tri của ta nó linh là chúng sinh đau khổ luôn ấy. Các con hiểu chưa? Chúng sinh đau khổ. Cho một vị minh sư chân chính này là không có tiên tri những cái điều không tốt cho nhân loại là âm thầm hóa giải. Con hiểu chưa? Bây giờ con đã hiểu gọi là cái thời kỳ cuối rồi, chuyển giao kỷ nguyên mới là gì cho con? Dạ, hiểu rồi. Vì khi con nhận cái khóa bế quan này, chuyển giao kỷ nguyên mới là Phật tổ tối cao, chư Phật, chư Bồ Tát hiện diện, gia trì rất là nhiều, đồng thời ngài thông điệp cho ta khai sáng phá mê phá chấp cho nhân loại. Và những cái vị tổng thống có thể cho thủ tướng của các nước mà hiểu được cái pháp này rồi, đọc cái pháp này rồi thì không bao giờ có chuyện xảy ra chiến tranh nữa con nhé. Vì khi các ngài biết nghe được cái pháp này, các ngài sẽ hiểu được tất cả đều cùng một nguồn cội, cùng một người cha, rồi cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà chung của tất cả mọi người, không của riêng ai, không của riêng quốc gia nào, con hiểu chưa? Và những cái vị tổng thống mà nghe được cái pháp này, cái lòng từ bi của họ sẽ trải rộng khắp tất cả
thế giới chứ không còn trong cái quốc gia của họ nữa, bởi vì họ thấy được tất cả cùng một nguồn cội, cùng một người cha, và họ yêu thương con dân của họ như nào, yêu thương những người dân của họ như nào, thì họ sẽ yêu thương những người dân của đất nước bên cạnh láng giềng như vậy. Các con hiểu không? Nó yêu thương như vậy rồi thì đánh nhau loạn nạc cái gì nữa, các con hiểu không? Còn và các ngài đó cũng biết luôn ý, tất cả những cái suy nghĩ đúng sai phải trái thật giả nó từ đâu mà đến. Các ngài không đồng hóa với những cái từ trường đó nữa thì đương nhiên là chiến tranh không thể xảy ra được. Cho nên sáng nay ta khai sáng cho con ấy. Bây giờ cho dù cả thế giới này còn hai người thôi, chết hết còn mỗi hai người thôi, nhưng mà hai người này mà không tôn trọng yêu thương lẫn nhau, không biết nguồn cội của nhau, không biết đồng nhất thể là một, không khiêm nhường khiêm cung tôn trọng yêu thương lẫn nhau, thì cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, thậm chí là chém nhau cũng có ngay trong một cái ngôi nhà. Đấy. Ngay giữa hai người với nhau, ngay giữa hai người tu với nhau, và ngay giữa bố con có khi cũng chém giết nhau ấy. Con hiểu chưa? Đây bố con bố con giết nhau rồi, vợ chồng giết nhau rồi, anh em giết nhau rồi, bạn bè thân lắm cũng giết nhau, rồi cướp đoạt của nhau. Bởi vì sao? Bởi vì mình cứ chạy theo cái từ trường, đồng hóa với những cái từ trường đó. Bây giờ biết rồi thì mình phải sáng suốt, mình chọn cái từ trường nào đó, mình chọn cái từ trường nào đó để mình chọn những từ trường tích cực, những từ trường tốt lành mình sống. Các con hiểu không? Cho nên là cái pháp này nó sẽ giải quyết được tất cả mọi gốc rễ, mọi những cái vấn đề mà không tốt lành của cái thế giới này, từ bệnh tật cho đến chiến tranh cho đến nạn dịch luôn. Rồi bây giờ nạn dịch, bất cứ ai nghe cái pháp này, giờ COVID-19 như COVID gì gì chăng nữa hóa giải được ngay. Các con hiểu không? Bây giờ COVID-19 đến ấy, các con ví dụ con vừa bị hắt hơi, sổ mũi là sự biểu hiện của COVID-19, hít thật sâu và thở ra từ từ và ngẩng mặt lên trời niệm Om Thượng Đế tối cao, xin ngài đừng đẩy cái từ trường COVID-19 này vào trong tâm con nữa, nó không còn, nó không còn, hoặc là xin ngài hóa giải cho con cái nghiệp này, thì nó hết luôn. Các con hiểu chưa? Và mình tập thể dục, mình ăn uống, mình thiền định mà mình hóa giải ngay. Con hiểu không? Thì hóa giải luôn cả dịch bệnh luôn, tức là tự mình hóa giải được, biết cách hóa giải. Bây giờ Thượng Đế này có đẩy từ trường gì gì ra nữa thì cũng hóa giải được. Chẳng hạn như con liên hoa mới như kiểu là bị cái từ trường như kiểu là COVID đúng không? Đau của họ, tức là xưa nay con chưa bao giờ bị như thế đúng không? Tức để con chứng nghiệm những người bị COVID như thế nào. Bây giờ con đã chỉ cách cho con áp dụng, con thực hành. Thế trong vòng một tuần nó khỏi, đấy là còn chậm luôn, hiểu chưa? Đấy là rất là chậm luôn. Đối với ta bây giờ ta con nằm cạnh những người COVID ấy, sống với hàng trăm ngàn người COVID ấy, trong cùng môi trường ta không thể bị COVID được. Bởi vì cái COVID ấy, chính là Thượng Đế này đẩy từ trường vào, bệnh tật vào, ngài tạo ra những con vi khuẩn này, mà ngài tạo ra mà có niềm tin ngài ngài hóa giải được. Hoặc những người tu như này biết như này thì ngài không có đẩy, mà có đẩy thì ngài cũng rút ra thôi con này. Mà ngài không rút ra thì các con vẫn có cách để hóa giải để rút ra, con hiểu không? Cho nên cái pháp này nó giải quyết được tất cả mọi cái vấn đề mà nhân loại có khi không giải quyết được, lúc này chưa chưa giải quyết được, con hiểu không? Hoặc là rất là khó khăn đang tìm cách để giải quyết. Đấy, chẳng hạn như bây giờ chiến tranh mãi mà chưa
chưa chưa chưa dừng vào. Cho nên tất cả mà đến khi nào mà thế giới mà tu cái pháp này, chưa cần tu mà chỉ đọc cái pháp này thôi, chắc là những cái kho gọi là súng ống chắc là không cần phải sản xuất rồi. Có con hiểu chưa? Bây giờ biết cái pháp này rồi thì lúc đấy cần ai cũng biết rồi, tổng thống, thủ tướng, là bất cứ ai cũng tu cái pháp này, biết cái pháp này rồi thì ngộ ra rồi, thì có cần phải là sản xuất ra vũ khí chiến tranh đạn dược nữa không? Không cần. Lúc đấy nó bằng thừa, nó lỗi thời. Các con có ngộ là chỗ nào? Cái pháp này nó mới đưa con người ta đến sự hòa bình, sống an vui, tự tại, và biết được tất cả cái tham sân si hơn thua đố kỵ nó từ đâu mà đến. Còn bây giờ các con đang dạy các con đọc từ trường nhé. Bây giờ chẳng hạn có vấn đề gì đó xảy ra, một ông tổng thống đăng đàn nói một câu gì đó chướng tai gai mắt, một ông tổng thống khác nghe không vào tai, bắt đầu là không vào tai thôi, tức là nghe thấy nó hơi bức xúc, ngay lúc đấy thượng đế ông đẩy từ trường dồn dập vào người đấy, bắt đầu họp hội nghị, họp các thành viên lại, con hiểu chưa, thúc giục nhau họp lại đấy, bàn bạc, gọi đưa ra chiến lược, gọi trừng phạt nước kia, các con hiểu chưa. Mà nhiều khi một cái cớ rất là nhỏ thôi, một câu nói thôi, con hiểu chưa, một câu nói của một nguyên thủ khác mà nó không lọt lòng lọt vào tai của một ông khác, một ông nguyên thủ khác, ông nguyên thủ đấy lại tập hợp tất cả gọi là đồng minh lại nào, đưa ra nghị quyết. Ôi, lúc đấy từ trường bắt đầu đẩy ngày kia đẩy à, con hiểu chưa. Nhưng bây giờ các nguyên thủ này tu cái pháp này biết luôn, ô từ trường này ngài đẩy vào, nhận ra ngay, con hiểu chưa, nhận ra ngay cái nguồn gốc này, mà cái vấn đề càng nhập vào cũng càng đẩy, con hiểu chưa. Đấy, tức là nhập vào đẩy đẩy, con hiểu chưa, đẩy càng lúc càng nhiều lên, nó bắt đầu không chịu đựng với nhau, nó bắt đầu là nó mất đi cái sự sáng suốt rồi, xong bắt đầu là nói những cái từ nó gây ra sự hận thù chia rẽ, nó bắt đầu là đàm phán không được, cầm súng đạn vào thi thố, hiểu chưa. Hãy Đấy, không có gì cả. Vấn đề là cầm súng đạn ra thi thố không giải quyết được cái gốc, mà cuối cùng vẫn phải ngồi lại đàm phán với nhau trên bàn đàm phán để tìm cách đi đến hòa bình trên bàn đàm phán. Cái súng ống nó không có mang lại cái hòa bình, cuối cùng vẫn phải ngồi lại với nhau đàm phán. Thế tại sao không kiên trì đàm phán ngay từ lúc đầu, xong làm gì đánh nhau một trận chút đầu nhà chán bắt đầu nên lại ngồi với nhau, trong khi đó vừa mất tiền mất mất của con dân của hai nước đều bị gọi thiệt mạng hàng triệu người, rất là đau lòng con. Xin chúc mừng quý vị. Quý vị có biết quý vị đang sở hữu một kho tàng công đức phước báo lớn như thế nào khi quý vị nghe được trọn vẹn bài pháp khai sáng này của Ngài Minh Sư Tịnh Quang không? Quý vị sẽ còn vỡ òa trong niềm phúc lạc khi quý vị chỉ cần vào YouTube gõ Minh Sư Tịnh Quang và nghe toàn bộ những bài thơ pháp, những câu Phật ngôn thâm sâu, những bài khai sáng và cách hóa giải bệnh tật mà không tốn một đồng xu nào, từ trí huệ và tình yêu thương vô bờ bến của một bậc thầy đạt triệt ngộ đối với nhân sinh như Ngài Minh Sư Tịnh Quang. Thì có thể nói, tất cả những khúc mắc của quý vị từ trước đến nay giữa đời và đạo đều được làm sáng tỏ và thân khỏe tâm an. Vậy thì quý vị còn do dự gì nữa đây? Mến chúc cho tất cả quý vị hữu duyên nghe được bài pháp này để đến với pháp tối thượng thừa và áp dụng thực hành, thì quý vị sẽ có một cuộc sống an nhiên, tự tại, giải thoát hiện tiền. Nam mô Phật Tổ tối cao Từ Bi Tôn Kính. Nam mô mười phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát Từ Bi Tôn Kính.
Nam mô Đức Phật Tịnh Quang từ bi kính yêu.